Chủ tịch Kim Jong Un, chỉ đạo chính phủ Bắc Triều Tiên viết thư khẩn cầu viện trợ lương thực gửi tới Liên Hiệp Quốc trước chuyến đi Hà Nội. Đất nước đang đứng trước đe dọa của nạn đói, chủ tịch Kim yêu cầu phải cắt giảm một nửa khẩu phần ăn của nhân dân. Nhà lãnh đạo độc tài cộng sản của Bắc Triều Tiên Kim Jong Un, 35 tuổi, đã phải gửi thư khẩn cầu Liên Hiệp Quốc giúp đỡ về nạn đói ở đất nước của mình bức thư được gửi tới thủ đô bình nhưỡng nhà độc tài đang cai trị tại bắc triều tiên ông kim jong un 35 tuổi đã phải cắt giảm một nửa khẩu phần lương thực cho người dân nước này và yêu cầu liên hiệp quốc viện trợ nhân đạo tổng số lương thực thiếu hụt lên đến một triệu rưỡi tấn thực phẩm theo một báo cáo chưa được thống kê của bắc triều tiên trong số đó lương thực thực phẩm thiết yếu như gạo lúa mì khoai tây và đậu nành đang ngày càng trở nên khang hiếm Quỹ UNICEF của Liên Hiệp Quốc đã ra một thông cáo vào tháng 12 cho biết, tại Bắc Triều Tiên đã không thể bảo đảm cung cấp lương thực cho 10 triệu 900.000 người dân, bao gồm 3 triệu trẻ em, thành thiếu niên. Họ không thể tiếp cận được các dịch vụ cơ bản như nước, thiết bị vệ sinh và môi trường. Dân số của Bắc Triều Tiên hiện nay có khoảng 25 triệu người. Những lý do dẫn đến thiếu thực phẩm nghiêm trọng là thời tiết nắng nóng, hạn hán, lũ lụt và lệnh trừng phạt của Liên hiệp quốc đối với đất nước, ông Kim tuyên bố. Do đó, chính phủ Bắc Triều Tiên phải gần như giảm một nửa khẩu phần lương thực cho 25 triệu dân của mình. Theo lịch trình từ hôm 27-28 tháng 2 năm 2019, sẽ diễn ra một cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Chủ tịch Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, ông Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội. Quý vị vừa nghe qua bài của Thu Phương Thời báo.de qua phần trình bày của Ý Nhi.